Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải câu này như sau. Cái hình này mình đã vẽ sẵn. Thì bây giờ chúng ta muốn giải nhanh bài này, chúng ta sẽ đặt hệ trục tọa độ. Chúng ta sẽ đặt hệ trục tọa độ từ vị trí này. Như vậy chúng ta sẽ có x nè, y nè và z nè. Như vậy mình đặt ở vị trí h là vị trí góc tọa độ. Trong đó tại vì SAB là một tam giác đều cho nên H là trung điểm của AB. Như vậy H ở đây sẽ có tọa độ là 0, 0, 0. Bây giờ đề nói góc giữa MBC và phẳng MBC. Chúng ta phải đi tìm tọa độ BCM và mặt phẳng ABC. Thì chúng ta biết rằng mặt phẳng ABC này nằm trên mặt phẳng OXY. Cho nên chúng ta sẽ có vector pháp lý của mặt phẳng này luôn. Đó chính là z bằng 0. Như vậy chúng ta sẽ có vector pháp lý ở đây chính là 0, 0, 1. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm tọa độ BCM. Chúng ta thấy rõ, ở đây chính là H trung điểm của AB. Như vậy HB sẽ là A chia cho 2. Tuy nhiên nó nằm ở phía bên đây, có nghĩa là phần âm. Cho nên tọa độ của B chúng ta sẽ có là trừ A chia 2 nằm trên trục OX. Chúng ta có Y bằng 0. Tại vì từ hướng này nhìn qua đây là Y bằng 0 rồi. Và B nằm trong mặt phẳng OXY, chúng ta có 0. C thì chúng ta biết từ trừ cái chỗ H này nè, lên với vị trí này nè, nó sẽ bằng song song với là BC luôn. Cho nên Y ở đây chính là A. Cho nên vị trí này C là trừ A chia 2. A và số 0. Và bây giờ chúng ta đi tìm M. Chúng ta biết M là trung điểm của SD. Như vậy chúng ta sẽ đi tìm tọa độ H và tọa độ D. Tọa độ H thì chúng ta biết đường cao ở này là của đường cao của tam giác đều. Như vậy mình sẽ đi tìm đường cao của tam giác đều. Chúng ta biết ở đây là A, tại vì ở đây là AB là cạnh của tam giác đều. Đây cũng là A luôn. Như vậy ở đây là SH nè. Như vậy là A chia 2. Như vậy chúng ta sẽ có SH sẽ bằng căn bậc 2 của A bình phương trừ cho A chia 2 tất cả bình phương. Thì chúng ta tính ra được cái cục này. Chúng ta sẽ có A căn 3 chia 2. Như vậy, trong trường hợp này thì chúng ta sẽ có S có tọa độ là 0, 0, A căn 3 chia 2. Còn D á, chúng ta sẽ có tọa độ ở đây. Chúng ta thấy rõ ở đây là A chia 2, cho nên D sẽ là A chia 2 nè. Song song với cái đoạn này là cái đoạn AD, thì chúng ta biết là A rồi. Và Z là 0. Và chúng ta sẽ đi tìm tọa độ M. SM, IM và ZM. Thì chúng ta sẽ có SS cộng với lại SD chia cho 2. Như vậy A chia cho 2 với chia 2 nữa là A chia cho 4. Tiếp tục, A cộng với 0 chia cho 2. Và 0 cộng với lại A căn 3 chia 2 chia cho 2 là A căn 3 chia 4. Như vậy tọa độ M ở đây chúng ta đã có là A chia 4, A chia 2 và A căn 3 chia 2, lộn A căn 3 chia 4. Tiếp tục, bây giờ chúng ta đã có các tọa độ khác rồi. Đó chính là S nè. Lộn có tọa độ B nè. Và tọa độ C ta đã có đây rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hai vector MB và MC. Như vậy chúng ta sẽ có là vector MB và vector MC để đi tìm mặt phẳng MBC. Chúng ta lấy tọa độ B trừ tọa độ M. Như vậy trừ A chia 2 trừ cho A chia cho 4 là trừ 3A chia cho 4.
Tiếp tục không, chiều cho cục này là trừ a chia 2. Còn cục này là trừ cho a căn 3 chia 4. Một C chúng ta làm tương tự. Lấy số này trừ lại trừ 3a chia 4. Cái này là a trừ cho a chia 2 là trừ là a chia 2 nha. Bây giờ chúng ta dùng máy tính Casio để đi tìm vector phát tuyến của mặt phẳng MBC. Chúng ta vào máy tính Casio, chúng ta nhấn vào đây. Chúng ta chọn số 5 vector, chọn vector A. Chúng ta chọn số 3, trừ 3 chia cho 4, trừ 1 chia cho 2, trừ căn 3 chia cho 4. Tiếp tục, nhấn AC. Chúng ta chọn cái cục này, nhấn số 5, nhấn số 2, nhấn số 3, trừ 3 chia cho 4, 1 chia cho 2, trừ căn 3 chia cho 4. Nhấn AC. Bây giờ chúng ta lấy option nhân nhấn số 3 nhân cho option nhấn số 4. Chúng ta có vector phát tuyến của cái này. Tiếp tục, bây giờ chúng ta sẽ áp dụng công thức này vào máy tính Casio luôn. Như vậy, mình sẽ bấm cái cục này nha. Bây giờ chúng ta nhấn vào option. Chúng ta nhấn số 2. Chúng ta nhấn số 3. Nhấn số 3. Chúng ta biết vector phát tuyến của mặt phẳng mà chúng ta đã đặt là 001. Chúng ta ghi vào đây luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ áp dụng công thức này vào đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ có là vector A nhân tích vô hướng số 2. Vector C chia cho, bây giờ chúng ta sẽ có độ lớn của vector, chúng ta sẽ có mở ngoặc ra shift abs, chúng ta sẽ có vector a nhưng với lại shift abs vector c, và chúng ta ra số này tại vì mình không có đặt giá trị tuyệt đối, chúng ta sẽ có số dương nha, 0.8660. Và đây chính là câu C. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.